Khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề cũng là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động, đặc biệt là cướp giật, trộm cắp tài sản. Chúng hoạt động bất chấp ngày đêm với phương thức chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Mặc dù cơ quan công an có những cảnh báo, nhưng ý thức cảnh giác của một bộ phận người dân chưa cao nên trở thành con mồi của tội phạm. Liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 1 năm nay, tại thành phố Hà Nội xảy ra 4 vụ cướp tài sản, trong đó có 2 vụ cướp của lái xe taxi và 2 vụ cướp tài sản trong nhà dân. Cả 4 vụ, các đối tượng đều là người tỉnh ngoài, hoạt động lưu động, đều sử dụng hung khí, thậm chí sử dụng vũ khí nóng và súng nổ đe dọa nạn nhân để lấy tiền. Như vụ cướp tài sản ngày 16 tháng 1 vừa qua tại thôn 4, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Hai tên cướp bịt mặt bất ngờ tiến vào khống chế bảo vệ công ty, đập cửa vào phòng ngủ của vợ chồng chủ doanh nghiệp, kẻ cầm dao, người nổ súng quy hiếp đòi bị hại phải đưa cho chúng 100 tỷ đồng nhưng mới lấy được 200 triệu đồng. Trước khi rời đi, hai đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuẩn bị 5 tỷ để nộp cho bọn chúng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Lợi dụng tình trạng đông đúc tại các chợ vào dịp Tết, các đối tượng móc túi trộm cắp tài sản lộng hành hoạt động. Mới đây tại Nha Trang, một phụ nữ vào chợ để quên túi xách trên xe máy bị kẻ gian lấy mất. Tài sản bị mất gồm hơn 10 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại iPhone 8 Plus với nhiều giấy tờ tùy thân. Nhận tin báo, Công an phường Tân Lập, thành phố Nha Trang lập tức điều tra và bắt được nghi phạm chỉ một ngày sau đó. Nhiều người có thói quen khi đi chợ để xe máy ngoài khuôn viên chợ không ai trông coi. Tài sản có giá trị treo lên xe rồi vào mua sắm. Lợi dụng điều này, kẻ gian lập tức theo dõi và ra tay ở thời điểm thích hợp. Thưa quý khán giả, chỉ ra thủ đoạn hoạt động của tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, các nhóm gây án thường nhắm đến người kinh doanh, buôn bán để ra tay. Trước khi hành động, những đối tượng này cũng dành thời gian để xem xét bối cảnh, vị trí nơi mình sẽ gây án. Nếu người dân cảnh tỉnh để ý thì sẽ nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất thường. Đối với những khu dân cư thì kẻ gian thường đi bằng cầu thang bộ để tránh bị camera an ninh phát hiện. Kẻ gây án cũng lang thang ở những nơi vắng vẻ, tìm nhà có sơ hở để khống chế nạn nhân rồi đoạt tài sản. Nhiều tên tội phạm còn thuê luôn cả taxi, xe ôm để chở đi lòng vòng vào buổi tối. Khi đến đoạn đường vắng thì chúng đe dọa tấn công tài xế bằng vũ khí rồi cướp. Vào khoảng thời gian giáp Tết thì khi giao dịch tiền tệ qua ngân hàng, quỹ tiết kiệm, cơ sở mua bán vàng bạc, trang sức tăng, tội phạm túc trực ở những nơi này để lợi dụng sơ hở và ra tay. Thưa quý khán giả, làm gì để không trở thành mồi ngon của bọn cướp giật? Cách phòng ngừa tốt nhất vẫn là sự cảnh giác để mỗi người không nên tạo sơ hở để kẻ gian ra tay. Đồng thời phải phòng ngừa sớm bằng việc là dự liệu những cách thức để đối phó. Công an nhiều tỉnh thành phố đưa ra hàng loạt cảnh báo, khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tính mạng và tài sản. Không công khai thông tin cá nhân, địa chỉ, hình ảnh của bản thân, con cái, người nhà. Đặc biệt không khoe khoang thể hiện sự giàu có trên hội nhóm mạng xã hội. Khi mang tài sản hoặc đi mua bán vàng bạc, trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn, người dân không nên sử dụng xe máy mà phải di chuyển bằng ô tô. Nếu đi xe máy thì phải có từ 2 người trở lên và phải gói bọc cẩn thận. Không nên nghe điện thoại khi đi xe máy, mang túi xách hoặc đeo nhiều trang sức có giá trị cao khi ra đường. Nếu cần nghe điện thoại, người dân phải dừng hẳn và đổ xe ở nơi an toàn, cất túi xách trong cốp xe máy, không để trên vỏ xe hay treo trên tay lái. Nếu đeo trang sức đắt tiền thì cần trang bị áo khoác, khăn choàng, không để lộ ra bên ngoài. Xe ôm, lái taxi truyền thống cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, hạn chế đón khách dọc đường, chủ động phát hiện khách có biểu hiện nghi vấn như yêu cầu đi lòng vòng, đến nơi vắng người hoặc không có điểm đến rõ ràng. Ngân hàng, cửa hàng vàng bạc không nên phô bày quá nhiều tài sản. Cơ quan doanh nghiệp hạn chế để nhiều tiền mặt tại kết sắt nên đóng cửa trước 18 giờ, lắp chuông báo động kết nối với cơ quan công an và camera giám sát, trang bị công cụ hỗ trợ, tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm cho bảo vệ. Khi bị kẻ gian khống chế, nạn nhân cần làm theo yêu cầu của đối phương, không nên chống trả nếu không có đủ kỹ năng, mà hãy lợi dụng sơ hở của tội phạm để thoát thân, hô hoán tìm sự hỗ trợ.